Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người đây là một chiếc xe Chevrolet Blue LTZ số tự động dung tích động cơ 1.8, xe được sản xuất 2016. Xe biển Sài Gòn, màu đen, nội thất màu đen. Xe được trang bị đèn chạy ban ngày bằng LED và tích hợp gương đèn xi nhan rẽ trên gương hậu. Cả phanh trước và sau là bằng phanh đĩa. Đây là một phân khúc hạng C được Chevrolet đến từ Mỹ, thương hiệu xe Mỹ. Xe đi rất là đậm chất. Đây là phần đuôi của con Blue LTZ. Đây là đèn phía sau. Mâm sử dụng là 17 inch, Blue LTZ số tự động 17 inch thì chỉ còn cái bản mà LT số sàn chỉ có 16 inch thôi, lớn hơn 1 inch so với số sàn. Đây là phần nội thất bên trong của con Blue LTZ số tự động. Như mọi xe khác thì trên đây là cửa tài là có những cái nút bấm điều chỉnh kính và gương bằng điện. Và ghế thì trang bị được ghế da luôn. Đây là chỗ để mở đèn pha mở đèn chiếu sáng. Đây, xe số tự động thì được trang bị thêm một màn hình Michelin 7 inch hiển thị đa thông tin luôn. Như trên vô lăng thì vẫn có những cái nút gảnh tay đàm thoại, nghe điện thoại gì đó. Và có được trang bị nút đề startup. Đây là một phân khúc hạng C, được so sánh với Mazda 3 hoặc là Hyundai Elantra. Và có luôn hẳn cửa sổ trời. Riêng chỉ bản bản số sàn thì không có đó nha mọi người. Bản số tự động sẽ có được cửa sổ trời luôn. Có luôn cảm biến gạt mưa tự động. Xe này thì được trang bị 4 túi khí và hệ thống lò là 6 lò. Đây, một túi khí nằm ở trên vô lăng, một túi khí bên ghế phụ và hai túi khí bên vai. Được trang bị 4 túi khí, 6 lò. Có thêm những cái trang bị như là rule control. Đây, rule control, cân bằng điện tử ABS. Và đây là cửa hàng ghế phía sau. Nhìn khá rộng rãi. Một phân khúc hạng C, Blue LTZ. Xe này sản xuất 2016 thì có giá bán là 473 triệu. Vâng, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem khoang máy nha. Đây là khoang máy của con Blue LTZ số tự động bản 1.8 nha mọi người. Máy này xe mới về thì chắc là người chủ cũng đã có vệ sinh sơ rồi, cho nên nhìn trông khá cũng là sạch sẽ. Đây là một cái động cơ 1.8 lít số tự động. Máy chạy êm ru. Và em xin nhắc lại là đây là một chiếc Blue LTZ số tự động dung tích 1.8, sản xuất 2016, biển Sài Gòn, màu đen, nội thất đen. Xe được chào bán với giá là 473 triệu. Anh chị em nào mà quan tâm đến dòng Blue LTZ số tự động thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0355 966 588 để biết thêm thông tin. Đến đây thì mình xin kết thúc clip tại đây nha. Thì nhờ mọi người nhớ like và subscribe kênh ủng hộ em để được biết những cái video tiếp theo là người đầu tiên.